thị trấn Măng Đen chú trọng nhân rộng các mô hình vườn rau gia đình tại các thôn. Triển khai chỉ thị số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Plong về xây dựng mỗi hộ một vườn rau gia đình. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Măng Đen đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chọn quỹ đất thuận lợi để bố trí trồng và phát triển các diện tích rau của xứ lạnh, thực hiện chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Với sự đồng tình, hưởng ứng, bà con nhân dân đã tích cực tham gia tổ hợp tác và liên kết với hợp tác xã rau xứ lạnh mang đen, hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu sản phẩm cho người dân, với mục tiêu tất cả các hộ đều có vườn rau gia đình hướng đến việc chuyển đổi trồng và phát triển các mô hình rau củ xứ lạnh nhằm khắc phục tình trạng đất bỏ hoang tạo bước chuyển biến tích cực và tăng cường nguồn cung cấp các loại thực phẩm an toàn bảo đảm khẩu phần ăn cân đối đa dạng trong bữa ăn hàng ngày giúp cải thiện dinh dưỡng nâng cao sức khỏe người dân hướng đến cung cấp nguồn rau hữu cơ an toàn ra thị trường tiêu thụ tăng thu nhập cho người dân Ban đầu, thôn Con Vân Kia thành lập một tổ hợp tác có 10 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện trồng với diện tích 0,79 hecta, trong đó có 0,77 hecta khoai lang Úc và 0,02 hecta bí nhật. Quá trình chăm sóc, diện tích khoai lang trồng cho sản lượng thu hoạch đạt 3,4 tấn, số tiền thu được là 68 triệu đồng, diện tích bí nhật cho sản lượng thu hoạch là 0,45 tấn, số tiền thu được hơn 11 triệu đồng. Bước đầu thực hiện mô hình cho thấy diện tích khoai lang Úc và bí nhật của người dân thôn Con vườn kia trồng thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương, sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng cao, cung cấp ra thị trường tiêu thụ, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Bên thị trấn cũng triển khai là trồng uh, thị thử nghiệm để cái mô hình vườn vườn rau của tổ sản xuất của, của thôn đó. nói chung bước đầu tiên cũng khó khăn lắm khó khăn để vận động để bà con mà trong tổ để hiểu để muốn làm Rồi trong thời gian từ tháng tư từ tháng tư tháng năm là hạn hán năm nay hạn hán nắng mùa đấy là cũng trúng vào mùa cấy nữa để thế để phải phân chia nhau cứ mỗi ngày là tầm hai hộ đi đi tưới luôn phiên nhau bên hợp tác xã bên ba bảy hộ cũng một tuần hai lần vào để xem rồi vận động giúp anh em trong tổ để có thêm tinh thần làm đầu tư giống rồi hỗ trợ phân bón kỹ thuật bà con chỉ việc làm làm và bán bán sản phẩm bán được bao nhiêu thì cứ nói chung được bấy nhiêu tinh thần thân khởi lắm vì được hơn trồng ví dụ như trồng mì mì kia thì làm nếu mà làm được năm tạ nó cũng rơi vào tầm 500 còn cái này thì năm năm tạ nó lên đến gần à, 11 11 triệu này cũng được hơn nhiều trên cơ sở kết quả đạt được đến nay thôn Con Vân Kia đã thành lập ba tổ hợp tác với sự tham gia của 35 hộ dân tham gia thực hiện nhân rộng mô hình với diện tích 5 hecta rau củ xứ lạnh các loại trong đó tổ thứ nhất có 10 hộ dân thực hiện trồng 0,69 hecta bao gồm cà hành lá, su hào, bắp cải. Tổ thứ hai có 10 hộ dân tham gia trồng 0,6 hecta khoai lang úc hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 12 tới. Tổ thứ ba có 15 hộ dân tham gia trồng 1 hecta khoai lang úc. Ngoài ra, tại thôn Con Vân kia đang phát triển mô hình trồng rau tập trung theo hướng an toàn, hữu cơ, sản xuất trong nhà màn của hợp tác xã rau xứ lạnh bằng đen với diện tích 1.000 m2, bao gồm các loại rau như xà lách, cải ngọt, cải thìa. Hiện mô hình này đang được bà con nhân dân tập trung chăm sóc. Diện tích các loại rau lá sinh trưởng là phát triển tốt. À, hiện tại, đoàn thanh niên trong thôn triển khai mô hình trồng khoai lang, trồng rau với lại trồng bí đăng thời gian thu hoạch cải tạo cuộc sống của người dân tinh thần của bà con rất là phấn khởi được được tham gia các mô hình này mong muốn trong tương lai sau này nhân rộng thêm trồng 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 rau diện diện tích càng rộng hơn để sau này càng ngày càng phát triển. Từ hiệu quả ban đầu của các mô hình vườn rau của bà con nhân dân thôn Con Vân kia đã tác động lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được nhiều hộ dân tại các thôn trên địa bàn thị trấn thực hiện nhân rộng mô hình như tại thôn Con Chốt có 7 hộ dân tham gia trồng 0,3 hecta trồng bí nhật và trồng 0,2 ha cà rốt. Thôn Bray có 2 hộ tham gia trồng 250 m2 cà rốt. Thôn Con Sủ có 4 hộ dân tham gia trồng 300 m2 cà rốt. Các quy mô này đều liên kết sản xuất với hợp tác xã rau xứ lạnh mạng đèn thực hiện. Vâng, để hưởng cái chỉ thị của cũng như là chủ trương của huyện, thì bên góc độ đoàn thị trấn cũng triển khai cho các chi đoàn ở tại các thôn để thay đổi nếp nghiệp làm cũng như lại cải tạo vườn tạp, rồi trồng cây, trồng hoa, trong đó là có trồng rau củ quả để cải thiện đời sống trong đoàn viên thanh niên cụ thể hiện tại là uh, hiện tại cũng đang triển khai tại thôn Cầm Lương kia. Cái mô hình đây, đây là theo tôi được biết là được rất uh, hiệu quả và cần nhân rộng và đặc biệt một số hộ hiện tại là cũng đang xin giống ở đây cũng như là để nhân rộng một số mô hình mà đặc biệt là những cái ruộng mà nó thiếu thiếu nước mà ruộng đất pha cát thì bà con và hội gia đình và thậm chí là một số hộ đoàn viên thanh niên sẽ nhân rộng từ cái mô hình chung đây là anh em sẽ nhận rộng sang cái mô hình riêng cũng như là từng hộ gia đình sẽ làm để cải thiện đời sống thay vì trồng lúa nước thì sẽ trồng cái khoai lang này hoặc là trồng bí để có cái mức thu nhập nó cao hơn. Thời gian tới, cấp ủy chính quyền thị trấn Mang Đen tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất, tích cực cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích trồng các loại rau củ xứ lạnh, thực hiện chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, hướng đến cung cấp ra thị trường tiêu thụ tăng nguồn thu nhập cho người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn